ước nguyện ngày xưa. Em đừng đi vào nhớ, tình duyên kết sẽ do trời. Dạ vâng, xin chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số của chúng em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là mùng 5 tháng 8 năm 2020. Hoàng Long chúng em rất hân hạnh được ghép một bộ karaoke cho anh Thái ở Nam Trực, Nam Định. Có ba số điện thoại cuối là 373. Bộ karaoke của anh Thái gồm 5 thiết bị và tổng trị giá là 21.200.000 đồng. Các bác anh em cùng em tham khảo bộ karaoke ngày hôm nay của anh Thái nhé. Và đầu tiên là một đôi loa mang thương hiệu Pioneer Nhật Bản. Cái phiên bản này sử dụng là bass 40, model là CS99 các bác nhé. 40 đơn vải tầm dầu. Bass đánh rất uy lực, công suất rất mạnh mẽ và sử dụng hai trung âm và hai loa chép giấy và một loa siêu chép kèn. Lỗ thông hơi được thiết kế ngay phía trước đây. Với một cái thiết kế hoàn toàn bằng gỗ, nhưng các bác anh em có thể thấy được cái vân gỗ nó nổi lên rất là đẹp và sang trọng. Nó mang phong cách hoài cổ của những dòng loa cổ ngày xưa. Nhưng cái phiên bản này là phiên bản mới được sản xuất lại với phong cách của cổ thôi, nhưng mà nó sẽ chơi được các cái thể loại nhạc đa năng, nhạc hiện đại, nhạc số. Ví dụ như là vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc và trưng bày vẫn cũng rất là đẹp. Đây là cái căng gỗ thì chúng ta có thể tính để tháo ra được qua nhé. Cái căng mắt võng bằng gỗ, khi đóng lại nó sẽ rất là trang trọng lịch sự như này. Đấy, chúng ta có thể để trong trên tủ, trên kệ và những không gian đồ nội thất bằng gỗ thì nó sẽ toát lên cái vẻ hoài cổ và cái sổ chất chơi của cái chủ nhân của những đô la CS99 này. Và điều đặc biệt phiên bản này giá cũng rất là mềm thôi nhé. Rất là mềm, giá chỉ có 8.500.000 đồng, chứ không phải là 40 triệu hay là 30 triệu những dòng loa bãi. Đấy, thì phiên bản này thì cũng xin chia sẻ với các bác anh em. Đây là phiên bản để hát karaoke và nghe nhạc 2 trong 1. Đó, chơi được rất nhiều các thể loại nhạc nữa. Và tiếp theo trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay, đó là một chiếc đẩy 2 kênh mang thương hiệu Winwood của Mỹ, model là QA800 Pro. Phiên bản này thì có thiết kế rất là mỏng, chỉ khoảng tầm 7cm thôi, và cân nặng chưa tới 5kg. Mạch Class D nguồn xung, nhưng mà có cho cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, rất trong trẻo. Và sử dụng mạch Class D cho nên là cái trọng lượng nó không nhẹ, không nặng như những dòng đẩy thông thường. Và điều đặc biệt là các bác anh em có thể thấy được là cái chiều sâu của nó rất là ngắn thôi, chỉ khoảng tầm 28cm. Để chúng ta có thể để lọt trong ngăn tủ, ngăn kệ. Đấy, chúng ta thấy được là cái chiều sâu của nó đấy, chỉ hơn một găng tay của em một chút thôi. Đó, các bác anh em nhé, cái cục đẩy rất là mỏng, nhẹ và không ta không không khó khăn để trong những ngăn tủ, ngăn kệ như những dòng đẩy thông thường. Nó rất là to và nặng cồng kềnh đúng không ạ? Cũng đẩy rất là gọn nhẹ và chất âm của nó rất là trong trẻo, sạch sẽ, tươi sáng. Bên trên nữa là một chiếc vang KM8X Pro phiên bản của chính hãng, của cùng với thương hiệu của cục đẩy này, Winwood các bạn nhé. Model này KM8X Pro phiên bản mới nhất của năm 2020. Bản thân bên trong nó đã tích hợp sẵn một chiếc 48 bit như một chiếc vang số cao cấp. Chất âm echo và reverb rất mượt mà ngọt ngào, và hát không hay cũng có thể trở thành ca sĩ được một cách rất là chuyên nghiệp. Chống hú tốt, có đầy đủ các cái cổng kết nối như USB này, cổng quang này, Bluetooth này, và cái việc tinh chỉnh nó rất là dễ dàng và đơn giản, ai cũng có thể làm chủ được chiếc vang này nhờ ba cái nút đây: tăng giảm âm lượng của nhạc, tăng giảm âm lượng của mic và tăng giảm của nhiều hiệu ứng hay ít hiệu ứng ở đây. Bên trên nữa một chiếc nâng tiếng CB600, chúng ta có thể thấy được âm sắc nó thay đổi rõ rệt khi chúng ta sử dụng nâng tiếng luôn ạ. Nó sẽ nâng giả bass chung và tép được tách bạch hơn, và khi ghép cùng với những chiếc vang như này, nó sẽ nâng cái giọng hát chúng ta lên được bay bổng, nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn. Lát nữa thì các bạn em sẽ cùng trải nghiệm. Và cuối cùng trong buổi dàn karaoke ngày hôm nay, đó là một cặp mic SE69 thương hiệu Winwood của Mỹ, hàng chính hãng các bạn nhé. Sản phẩm này được bảo hành cho các bạn em trong vòng 1 năm. Gần như tất cả các sản phẩm này đều được bảo hành 1 năm, không có đâu đổi mới. Tuy nhiên riêng cái mic này thì đây là một dòng mic chuyên nghiệp dành cho các ca sĩ biểu diễn này, và những anh em đi làm sự kiện này, và những phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp, phòng trà hát cho nhau nghe, đặc biệt là những ca sĩ chuyên nghiệp đang sử dụng những chiếc mic này. Đấy, tay mic của nó được thiết kế bằng hộp kim nhôm nguyên khối rất là nhẹ, và chúng ta cầm cảm giác nó rất là đầm tay và trong thời gian dài nó không bị mỏi. Và điều đặc biệt là phiên bản này hát rất là nhẹ, bắt mic chống hú tốt và cũng như là tiết kiệm pin, sóng khỏe ổn định. Rồi, và không để cho các anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng quay về phần chính test chất âm của dàn karaoke ngày hôm nay thông qua một ca khúc rất là quen thuộc mà hát được mang tên Tìm Lại Người Xưa. Và các bác anh em nhớ đeo tai phone để thưởng thức cái chất âm bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và em thì hát không hay đâu nhỉ.
trầm, nó chép hay vân vân, tất cả các thiết bị về karaoke, thì các bác và anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc là 0963866622. Hoàng Long thanh số rất là hạnh được phục vụ các bác và anh em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.